I
Cái này pizza hết chứ. Pizza hết mà. Còn này chín rồi à? Có đấy, cái này nhiều hạt. Đất lạnh quả đấy ra nếu mà đường đấy quả. Ôi thế này 5 cân dưới rồi cân giảm. 5 cân. Đấy không?
phải đây mà ăn cá. Có chứ, em xem đó, chị phải cho em xem cảm nhận là nó ngon. Cha mẹ bà, lấy tiền cho bà đi. Gần chín rồi. Tiền cho bà, nhờ bà giữ này. Ngon lắm, quả chín lúc này người ta lấy rất ngon. Thơm đấy chị nhà, chắc mai chín đấy nhà. Nghỉ nào. Em cất thử xem nhá. Ôi rồi tính 5 cân nhà chị nhà. 50 à? Ok. Cảm ơn chị nhá. Ok. Yeah. Is that too cold?